À, vâng, xin chào mọi người. Và hiện tại chúng ta đang đứng ở trên ngã tư của Lý Thái Tổ và Hồ Nguyên Thụ. Thì hôm trước là Thi có cập nhật về cái tình trạng là đoạn đường Hồ Nguyên Thụ bên cạnh dự án Phú Tài Centerline thì đang có cái tình trạng sạt lở trong lấn vào lòng đường của Hồ Nguyên Thụ. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi thực tế nó như thế nào nha. Đây. Thì giờ là khoảng 11 giờ 15 trưa. Giao thông ở đây cũng khá là phức tạp. Và theo như cái cập nhật của mình thì cái khu vực này đã bị chặn lại nha, để mà tiến hành thi công gấp rút làm giải tỏa cho con đường. Và dự án của chung cư Phú Tài thì hiện tại cũng đang tạm dừng để phục vụ cho công tác thi công. Người thấy không, đường hẹp đi mất một nửa và lưu lượng thì khá là lớn, dẫn đến là ta lái xe phải cực kỳ cẩn thận nha mọi người. À, giờ tan tầm thì lưu lượng xe lớn cực kỳ luôn. Những lá vàng này làm khung cảnh đẹp ghê. Vâng, thì đây là mọi người xem qua cái môi trường, cái cảnh quan xung quanh nha. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người. Chưa nắng, đoạn đường Nguyễn Thụ có những cây bàn đổ lá đẹp ghê mọi người.